Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với series Phi vụ thế kỷ của hơi thở bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, khoảnh khắc cậu bé Mạnh Khảnh người Bồ Đào Nha với mái tóc bồng bềnh, nhuộm điểm xuyết vài sợi vàng, gương mặt hơi hốc hác cùng chiếc áo số 7 huyền thoại được tung vào sân thay cho Nicky Butt ở cuộc đọ sức với Bolton Wanderers trong một ngày nắng đẹp tại Old Trafford đã thực sự là khoảnh khắc thay đổi lịch sử của bóng đá thế giới. Chẳng ai nghĩ rằng bà hào đông điên rồ và niềm tin mù quáng mà Sir Alex Ferguson trao cho chàng trai tuổi tin đến từ hòn đảo nhỏ bé Madeira lại là tiền đề cho sự vươn mình của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng Cristiano Ronaldo đã đến với Manchester United như thế nào? Ngày hôm nay, hãy để chúng tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện ấy. Sau một mùa bóng mệt mỏi, các thành viên của Man United chỉ kịp dành một tháng ngắn ngủi bên gia đình. Lịch trình du đấu mùa hè đã đưa họ sang bờ bên kia của Đại Tây Dương với những điểm đến là Seattle, Los Angeles, New Jersey hay Philadelphia. Những chuyến bay xuyên lục địa này đã là một phần không thể thiếu của đế chế Manchester United trong hành trình biến chiếc logo của quỷ mang hai màu đỏ vàng trở thành một thương hiệu toàn cầu. Những thị trường tiềm năng như châu Mỹ và châu Á luôn là điểm đến không thể bỏ qua để thu hút một lượng fan mới cũng như chào hàng các doanh nghiệp tiềm năng muốn gắn bó thương hiệu của mình với Manchester United. Ngay khi trở lại với châu Âu, rất nhiều cầu thủ không muốn gì hơn là ngả lưng ngay lập tức xuống giường để đánh một giấc thật sâu cùng vợ hoặc bạn gái của mình. Nhưng đó chỉ là điều mà họ được tận hưởng sau khi hành trình du đấu khép lại. Trước khi trở về nhà, họ vẫn cần phải đến Bồ Đào Nha cho trận khai trương sơ động mới Alvarez của câu lạc bộ Sporting Lisbon. Đó tưởng chừng như chỉ là một trận đấu vô thưởng vô phạt, bài tập hè cuối cùng trước khi tận hưởng những tháng ngày vui chơi. Nhưng hóa ra, đó lại là một trong những buổi tối trọng đại nhất trong lịch sử đội bóng. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi có thể cảm nhận được một bầu không khí háo hức dâng trào với một trong số những cầu thủ đá chính cho Sporting. Rõ ràng, họ có một cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi cực kỳ tài năng đang được nhiều đội bóng để mắt tới. Một người rất kỹ thuật, trực diện và nhiều chiêu trò, đó là Cristiano Ronaldo. Tôi nhớ huấn luyện viên trưởng có một phần phát biểu nhanh trước trận đấu. Chẳng có gì khác biệt so với mọi khi. Nhưng sự khác biệt chỉ đến khi trọng tài nổi tiếng còi khai cuộc. Mark Link, một cầu thủ của học viện Manchester, đã có tên trong đội hình được đăng ký thi đấu của đội khách, kể lại ngày hôm ấy. Và rồi, Cristiano Ronaldo dùng những bước chạy như cú đảo chân quen thuộc của mình để xé toang hàng phòng ngự của Manchester United. Cứ mỗi khi cậu nhóc ấy nhận bóng ở bên cánh trái, anh sẽ tận dụng tối đa mọi cơ hội để khuấy đảo. Zonosia được bố trí đá hậu vệ phải và việc kèm cặp Cristiano Ronaldo là một bài toán quá khó mà anh cần phải giải. Những người ngồi trên băng ghế dự bị của Man United bao gồm Mark Lex, Phil Levin hay Ruud van Nistelrooy vô tình lại trở thành khán giả vinh dự được chứng kiến màn trình diễn siêu hạng ấy ở vị trí gần nhất có thể. Có rất nhiều cầu thủ trên băng ghế dự bị theo dõi từ bước chạy của cậu ấy và bọn tôi gần như chẳng thể tin vào mắt mình. Tôi và Danny Buck nhìn nhau đúng như kiểu mắt chữ A mồm chữ O. Cậu bé thực sự sở hữu tài năng siêu phàm. Cả sân vận động đều hiểu điều đó. Đó là một trong những viên ngọc thô thực sự, dù mới chỉ 17 tuổi nhưng đã rất nhanh và rất trực diện. Dù chỉ theo dõi trận đấu 45 phút đầu tiên, chúng tôi đã hiểu và thừa nhận tài năng của cậu ấy. Điều khiến cho màn trình diễn của Ronaldo thực sự đặc biệt, đó chính là mặt sân. Đừng hiểu nhầm, cách đây gần 20 năm thì không phải sân bóng nào mới được khánh thành ở châu Âu cũng đạt được tiêu chuẩn cao cấp như hiện tại. Không như một thảm cỏ xanh mướt như ở nhà hát của những giấc mơ, sân khấu Alvarez ngay hôm ấy thực sự là một nỗi ác mộng. Mặt sân thì lởm chởm, đầy bùn, có cảm giác như cỏ mới chỉ được phủ lên bề mặt sân vài tuần trước khi trận đấu diễn ra, nên độ bám của cỏ với sân gần như là không có. Các màng cỏ bong chóc ở trên sân, chẳng khác nào ra tay của một người thiếu vitamin trong những ngày tiết trời Hà Nội trở khô. Nhưng chính điều kiện sân bãi tệ hại ấy đã thực sự nâng tầm màn trình diễn của cậu nhóc mặc áo số 28. Mọi cú chạm bóng và những pha xử lý của Ronaldo vẫn mềm mại và ngọt ngào như thể đang chơi bóng ở sân đấu có mặt cỏ đẹp nhất thế giới. Tôi bước ra sân, giờ nghỉ giữa hiệp để khởi động. Nhưng tôi nghe huấn luyện viên trao đổi nhanh với Zonosia, kiểu như, này, cậu có kèm nổi nó không đấy? Thằng nhóc ấy có gây ra đủ mối nguy cho cậu không? Tôi khá là chắc rằng phản ứng của Osir khi đó là mặt cắt không còn giọt máu. Vì đơn giản là bạn không thể ngăn chặn Cristiano. Vì vậy, tôi ngồi ngoài sân và nghĩ không biết liệu có đến lượt mình vào kèm hắn hay không nhỉ? Và đúng là khi tôi được tung vào sân, tôi đã trải qua đúng những gì mà Osir đã phải hứng chịu trong hiệp 1. Ngay pha đối đầu tiên, cậu ấy đã xỏ háng tôi và tôi buộc phải kéo người.
từ quả đá phạt ấy, Lisbon đã có bàn thắng thứ hai. Leeds vẫn chưa hết bàng hoàng dù 16 năm đã trôi qua. Phần còn lại của lịch sử, điều mà chúng ta hầu hết đã biết đó là các cầu thủ chủ chốt cho đội hình của United đã tiến đến Select trên chuyến xe buýt đi về, thúc ép ông ký hợp đồng với chàng trai trẻ chàng biết sợ hãi này. 6 ngày sau đó, Sir Alex Ferguson đã làm đúng như vậy. Ronaldo đã mặc chiếc áo số 28 tại Sporting Lisbon và cũng muốn nhận số áo tương tự tại Manchester. Nhưng Sir Alex Ferguson đã nghĩ khác và trao cho anh chiếc áo số 7, một số áo mang tính biểu tượng của đội bóng này. Ronaldo kể lại rằng anh gần như cảm thấy bị ép phải sống với đúng kỳ vọng của số áo ấy khi Sir Alex từ chối yêu cầu mặc áo số 28 của anh. Và ngay trong trận ra mắt sân Old Trafford, Cristiano Ronaldo đã khiến tất cả phải chú ý đến anh. Đối đầu với Nicky Hunt, người cũng đã có trận ra mắt với Bolton Wanderers. Ngày hôm ấy, Ronaldo là nguồn cảm hứng khiến các cổ động viên United đứng ngồi không yên với những pha đảo chân liên tục và tốc độ của một chiếc xe F1. Những người đồng đội mới của Ronaldo cũng cảm thấy sướng run người trước màn trình diễn đầy cảm hứng của cậu nhóc mặc áo số 7 này. Họ không nghĩ anh lại được trao cơ hội sớm thế. Thông thường, những tân binh trẻ sẽ có một vài trận với đội dự bị, rồi sau đó chờ đợi cơ hội ở các đấu trường cúp. Nhưng thay vì như thế, Select đã trao cho anh cơ hội đá chính trước Wolverhampton, Charlton, rồi hai đối thủ sừng sỏ khác là Arsenal và Leeds United. Trong những ngày đầu tiên đến với Premier League, Ronaldo chẳng nói nổi một từ tiếng Anh nào. Khi bước vào phòng thay đồ, hiếm khi người ta thấy Ronaldo mở lời. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, đội hình của Manchester United lúc ấy đầy rẫy những ngôi sao như Puskas, Roy Keane, Giggs hay Ruud van Nistelrooy. Ronaldo chẳng là gì để có thể lớn tiếng hay thể hiện cái tôi của mình trong tập thể lực danh ấy. Tuy nhiên, điều đó không đủ ngăn cản anh tỏa sáng bằng thứ ngôn ngữ bóng đá của riêng mình. Chỉ sau đó 2-3 tháng, CR7 nhanh chóng hòa nhập với nền văn hóa mới bằng sự siêng năng trong việc học tiếng bản địa. Còn Sir Alex luôn ân cần bao bọc cho anh như một người cha, giúp cho đứa con của mình dần hòa nhập với những người anh trong đại gia đình. Có một câu chuyện về sự bao bọc và đặc ân mà Sir Alex dành cho Cristiano Ronaldo. Trong một buổi tập, CR7 có va chạm với người đàn anh Ruud van Nistelrooy. Trong cơn giận mất khôn, chân sút người Hà Lan thóa mạ Ronaldo theo cách cực kỳ cay nghiệt. Mày có đợi gì mà không về khóc với cha mày đi? Một sự xúc phạm lớn lao với Ronaldo khi cha anh vừa qua đời không lâu. Và người mà anh coi như cha tại Manchester lúc này là Carlos Queiroz, trợ lý của Sir Alex, người đồng hương đã giúp Ronaldo sớm ổn định cuộc sống tại xứ sở sương mù. Chuyện này đã đến tai Sir Alex và ngay trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo, Van Nistelrooy đã phải ra đi. Cần phải nhớ rằng, huấn luyện viên người Scotland luôn bị ám ảnh về việc sở hữu những chân sút có thể ghi 30 bàn mỗi mùa để cạnh tranh các danh hiệu. Van Nistelrooy chính xác là một tiền đạo như thế khi đã ghi chẵn 150 bàn sau 5 mùa ở nước Anh. Nhưng vậy, để bảo vệ Ronaldo và bảo vệ sự yên ổn của phòng thay đồ, ông vẫn gạt lệ chào người Hà Lan bay. Sir Alex cũng dành mọi sự ưu ái cho Ronaldo trên sân. Ngay cả thần đồng bóng đá Anh là Wayne Rooney cũng phải đóng vai trò kép phụ, làm nên cho Ronaldo tỏa sáng. Dù rằng thời điểm đến Old Trafford, vị thế và tài năng của Rooney được đánh giá cao hơn CR7 rất nhiều. Điều đó được Ronaldo hồi đáp cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh dần trở thành một người thủ lĩnh, một hình mẫu tại nhà hát của những giấc mơ. Một trong số đó là sự dẫn dắt mà anh dành cho Luis Nani, một người đồng hương cũng đến đây từ Sporting Lisbon sau anh 4 năm. Khi Manchester United chào đón hai tài năng trẻ đến từ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha là Anderson và Nani, Ronaldo đã rủ cả hai về ở cùng nhà với mình để có thể tiện chăm sóc lẫn nhau, tránh cho những người đàn em bị bỡ ngỡ trong lần đầu đến xứ sở sương mù. Còn đương nhiên, những màn trình diễn trên sân trong áo đỏ của Ronaldo chẳng cần chúng ta phải nhắc quá nhiều. Anh đã giành danh hiệu quả bóng vàng và cầu thủ hay nhất thế giới lần đầu tiên khi còn khoác áo Manchester United. Anh đã sưu tầm đủ bộ danh hiệu cùng đội áo này từ ngoại hạng Anh, League Cup, FA Cup, Community Shield, Club World Cup, Champions League. Nếu có một điều mà Ronaldo chưa đạt được cùng United thì đó là UEFA Super Cup. Dù ngày Ronaldo rời Manchester, những fan quỷ đỏ đã rất buồn. Dù ngày anh ghi bàn ngay tại Old Trafford để cùng Real Madrid loại đội bóng cũ ở mùa giải 2012-2013, trái tim của các cổ động viên MU đã tan vỡ. Nhưng điều đó không bao giờ làm ảnh hưởng đến tình yêu mà họ dành cho anh. Bởi họ đã luôn yêu mến anh từ khi còn là một cậu nhóc tóc highlight và gầy gò bước lên thảm cỏ của Old Trafford cho trận đấu với Bolton Wanderers vào năm 2003 ấy. Chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại phi vụ thế kỷ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên subscribe ngay kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá, bấm chuông để nhận được nhiều câu chuyện thú vị về thế giới chuyển nhượng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.